chào quý vị và các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, người dân các tỉnh Bắc Bộ đang được hưởng một bầu không khí mát mẻ. Tình trạng nhiều mây kèm theo những cơn mưa đan xen trong ngày đã khiến cho nền nhiệt độ trên toàn khu vực chỉ phổ biến quanh ngưỡng từ 29 cho đến 31 độ. Trong ngày hôm nay, hoạt động của dải mây gây mưa sẽ suy yếu hơn. Mưa chỉ còn xảy ra vào đêm và sáng, tập trung chủ yếu ở các tỉnh Tây Bắc và Nam Đồng Bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội. Ban ngày khu vực vẫn duy trì trạng thái nhiều mây, nhưng về chiều muộn có thể có nắng. Nền nhiệt độ tăng dần và phổ biến từ 31 cho đến 33 độ. Ngày hôm qua thì vùng mưa cũng đã lan xuống các tỉnh miền Trung, chủ yếu ở các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế. Nắng nóng ở các tỉnh phía Bắc miền Trung cũng tạm thời gián đoạn trong một vài ngày. Ngày hôm nay thì những cơn mưa vẫn tiếp tục xảy ra ở các tỉnh này, nhưng với lượng không còn nhiều và tập trung nhiều vào đêm và sáng. Ban ngày khu vực có nắng trở lại nhưng do vẫn có màn mây mỏng bao phủ nên nhiệt độ cao nhất ngày chỉ vào khoảng 32 cho đến 35 độ. Tại các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào, do ít bị ảnh hưởng của dải mây dông nên nắng nóng vẫn duy trì với mức nhiệt từ 35 cho đến 36 độ. Về chiều tối thì khu vực còn có thể xuất hiện mây dông cục bộ. Gió mùa Tây Nam vẫn là nguyên nhân chính gây ra mưa dông cho các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày hôm nay. Những cơn mưa thường xảy ra vào chiều tối và đêm, nhưng ban ngày do mưa nắng đan xen nên nhiệt độ cao nhất ngày chỉ phổ biến từ 29 đến 31 độ ở Tây Nguyên và 30 cho đến 33 độ ở khu vực Nam Bộ. Người dân trên khu vực này cũng cần lưu ý khi xuất hiện mưa dông mạnh thì chúng ta nên hạn chế ra đường hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn để tránh trường hợp cây đổ hay mưa lớn làm giảm tầm nhìn khi lưu thông. Cụ thể ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Ngày hôm nay, dải mây dông gây mưa cho khu vực Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội sẽ suy yếu hẳn. Do vậy, chỉ có những cơn mưa rào nhẹ xảy ra vào đêm và sáng. Ban ngày thì trời vẫn nhiều mây, nhưng đôi lúc có nắng gián đoạn với nền nhiệt độ tăng dần. Nhiệt độ cao nhất ngày sẽ phổ biến từ 32 đến 33 độ. Thưa quý vị, trong mùa hè thường rất dễ bị viêm họng do môi trường nóng ẩm hay uống nước lạnh. Để phòng tránh căn bệnh này thì quý vị nên tạo thói quen xúc họng bằng nước muối ấm mỗi khi trước khi đi ngủ, sau khi đánh răng, và thói quen tốt này sẽ giúp tẩy trùng họng và miệng, có tác dụng bảo vệ họng khỏi viêm nhiễm trong thời gian dài. Chuyển sang thành phố Cảng Hải Phòng, nền nhiệt độ tại đây cũng có xu thế tăng dần trong ngày hôm nay. Mưa không còn xảy ra nhiều, chỉ xuất hiện chủ yếu vào đêm và sáng. Ban ngày khu vực còn nắng gián đoạn với ngưỡng nhiệt cao nhất ngày vào khoảng 29 cho đến 31 độ. Tranh thủ trời hết mưa và còn nắng trở lại, bà con nên tỉa thưa cành, nhánh ở cây trồng, nhất là đối với cây cà chua, là bộ tán thông thoáng, hạn chế sâu bệnh hại, đồng thời tiến hành thụ phấn nhân tạo, thụ phấn bổ sung cho các loại rau ăn quả như là cà chua và bí đỏ để tăng sản lượng cây trồng. Mặc dù dải mây dông từ phía Bắc không gây mưa cho khu vực Đà Nẵng, tuy nhiên nó cũng phần nào giúp cho cường độ nắng nóng ở thành phố này có phần suy giảm. Ngày hôm nay, thời tiết ở Đà Nẵng sẽ phổ biến có nắng nóng, nhưng với ngưỡng nhiệt cao nhất ngày chỉ vào khoảng 35 cho đến 36 độ. Đến chiều tối, thì khu vực có khả năng xảy ra mưa dông cục bộ, khiến cho bầu không khí có phần thoáng mát và dễ chịu hơn. Đến với thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay tại đây là trạng thái thời tiết mưa nắng gián đoạn trong ngày, do vậy mà cường độ nắng cũng không còn diễn ra mạnh mẽ nữa. Mức nhiệt độ cao nhất ngày chỉ ở ngưỡng từ 32 cho đến 33 độ. Đến chiều tối thì những đám mây dông kéo đến nhiều hơn, khiến cho bầu không khí khu vực trở nên khá mát mẻ. Thời tiết mưa ẩm cũng kéo dài khá nhiều ngày ở đây sẽ là điều kiện thuận lợi cho nấm mốc vi khuẩn có hại phát sinh. Để phòng bệnh cho trẻ trong thời điểm này thì các bậc phụ huynh nên cho các bé cách ly, hạn chế tiếp xúc với người sốt phát ban, viêm đường hô hấp, đồng thời tăng cường sức đề kháng cơ thể cho trẻ bằng cách ăn uống đủ chất dinh dưỡng, bổ sung hợp lý các vitamin và khoáng chất. Ngoài ra thì thường xuyên cho trẻ rửa tay bằng xà phòng, tránh tối đa việc chùi tay lên mắt, mũi miệng, thường xuyên vệ sinh đường mũi họng, mắt hàng ngày bằng các dung dịch sát khuẩn thông thường, đặc biệt là những người tiếp xúc gần với bệnh nhân. Thưa quý vị, gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh trên khu vực là nguyên nhân chính gây mưa dông ở các tỉnh phía Nam, trong đó có thành phố Cần Thơ. Ngày hôm nay, thời tiết tại đây vẫn duy trì trạng thái mưa nắng đan xen trong ngày, nên nền nhiệt tại Cần Thơ chỉ đạt khoảng 30 cho đến 31 độ. Sau thời điểm khoảng 14 giờ chiều thì những cơn mưa dông kéo đến nhiều hơn và tăng hơn về lượng. Do vậy, người dân cần lưu ý chăm sóc cây trồng hợp lý để đảm bảo về năng suất cũng như chất lượng cây trồng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin Thời tiết đô thị. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.